Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, vào ngày mai V-League sẽ khởi tranh với các trận đấu hấp dẫn, và một trong trận đấu đó là cuộc đấu giữa Công An Dân và Bình Định diễn ra vào sân Hàng Đẫy. Đây chính là nơi diễn ra trận đấu vào ngày mai vào lúc 19:15. Và các bạn có thấy là đằng sau lưng mình là đội Top Ren Bình Định đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Và có những thông tin gì đáng chú ý, hãy cùng mình đến với những nội dung chính trong video dưới đây. Đây các bạn là hình ảnh các cầu thủ Top Ren Bình Định đang tiến vào trong sân. Buổi tập của Top Ren Bình Định diễn ra vào lúc 16 giờ. Văn Lâm mùa này sẽ là đội trưởng của đội bóng Đất Võ. Cầu thủ đang đeo một chiếc headphone, các bạn thấy chính là cầu thủ Việt Kiều Nga Victor Lê, một trong những gương mặt đáng chú ý của Top Ren Bình Định ở mùa giải này. Như vậy trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có 4 cầu thủ Việt Kiều, ngoài Victor Lê còn Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân và Arino Smith. Văn Lâm mùa này sẽ được giao trọng trách rất lớn, đó là đội trưởng của Top Ren Bình Định. Đây là mùa giải thứ 2 của anh với đội chủ sân Quy Nhơn. Và trước khi bắt đầu buổi tập, ban huấn luyện của Top Ren Bình Định đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ ngay trên sân Hàng Đẫy. Một chiếc bánh sinh nhật để dành tặng cho cầu thủ Minh Hiếu trong sinh nhật lần thứ 20 của cầu thủ này. Ngay sau đó thì câu lạc bộ Top Ren Bình Định đã bước ngay vào buổi tập chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên mở màn V-League 2023. Một không khí tập luyện rất là vui vẻ với các cầu thủ Đất Võ. Ở mùa giải năm ngoái, Top Ren Bình Định đã kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3. Một vị trí rất khả quan và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sự đầu tư của đội bóng này. Tuy vậy, trong mùa giải này, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của rất nhiều các đối thủ cũ và mới. Một trong những cái tên như thế chính là Công An Nhân Dân, đối thủ mà họ chạm trán ở vòng đấu đầu tiên tại V-League 2023. Trở lại với hình ảnh về buổi tập thì các bạn thấy là sân Hàng Đẫy hiện lên trong video mà các bạn đang nhìn thấy thực sự là không được quá hoàn hảo. Cỏ úa vàng rất là nhiều. Điều này khiến cho các pha đi bóng của các cầu thủ gặp không ít khó khăn. Thực sự là mặt sân Hàng Đẫy đang thiếu đi một độ xanh nhất định. Điều này trái ngược với hình ảnh của chính sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2022 với trận cầu rất là mượt. Đây mình sẽ quay kỹ hơn mặt sân cho các bạn thấy. Đó. Thực sự là ký ức về sân Mỹ Đình đang hiện lên.
Hy vọng là trong những ngày tới, ở những vòng đấu tới thì ban tổ chức sân hàng đẫy sẽ có những cái biện pháp chăm sóc mặt cỏ kỹ lưỡng hơn để làm sao khi lên hình thì hình ảnh tại sân hàng đẫy sẽ đẹp lung linh. Và đây cũng là hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá. Chị cho vé em nhé. Chú lấy nha. Đi đâu cũng như bạn hết à. Anh bảo của tôi luôn á. Hỏi mày mà kêu chiều không nhân anh nói cho em nói cho lại không? Anh bảo Thế. Đi về tắm rửa.